Nghe, mấy em dễ lăn trụ tâm giác giúp thầy cái mấy em à. Tập trung. A B C. A phải, B phải, C phải. Nó kêu biểu thị vector B C phải là vector này nè, theo ba vector khác nhau. B phải C là vector này. Theo ba vector A A phải. Cái gì nữa? A B với AC. Ok. Vậy làm sao mà biểu thị? Theo thầy nha, là bây giờ mấy em cần phải chèn. Con này phải chèn vô rồi. Không chèn mà chịu rồi. B phải C chèn A vô là ra vector B phải A cộng AC. Nhìn. Nghe AC là hiển nhiên là cái nào xong rồi thì để màu xanh nha. Là thằng này nó ra được vector C rồi. Đúng không? Hiểu không? Ai khó hiểu thì cứ nói. Rồi tới đây thầy sẽ sao? Đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ tới cái này. Em còn phải chèn cái gì vô để mình xem xét nha. Theo thầy là chèn A phải vô. Chèn A phải vô để nó xuất hiện A phải A với B phải A phải, mà B phải A phải là BA. Vậy là em chèn A phải vô là vector B phải A phải cộng vector A phải A. Rồi, thì giờ đổi nha. Vector B phải A phải là có phải vector BA không? Thằng này đổi cái vector BA, còn vector A phải A thì nó là trừ của vector A. Đúng không? Nó là trừ vector A mấy em, tại vì vector A A phải là vector A thì vector A phải A là trừ vector A. Còn vector BA, vector AB là vector B thì vector BA là trừ vector B. Vậy là trừ vector B trừ vector A cộng vector C. Đây. Từ từ. Rồi hỏi đi. Đúng. Cũng trời đúng. Ơi, bởi vậy mình làm cái đó ngắn lâu. Làm kia. Không, làm cái của Hân cũng hay á. Làm của Hân hay. Để thầy phân tích cái hướng của Hân, cách của em hay hơn của thầy nữa. Nhưng mà bây giờ mấy bạn khác có khó hiểu về cái hướng của thầy thì cứ nói, thầy sẽ trả lời. Mới đầu là thầy sẽ chèn A vô. Xong AC biến thành C rồi. Đây chèn thêm A phẩy vô là xong. Được chưa? Rồi giờ thầy sẽ nói cái hướng của bạn Hân nha. Thầy hướng nó cũng hay mấy em. Thầy sẽ chia làm đôi đi. Cách 2. Thầy sẽ viết màu xanh nha. Cách 2 thì Hân nó nghĩ vậy nè. Em nhìn thấy cái vector B phải C không? Nó là tổng hợp giữa thằng B phải C phải với thằng B phải B theo quy tắc hình bình hành. Rồi giờ ghi ra nha. B phải C bằng B phải C phải. Cộng B phải B. Rồi nghe thầy nói B phải C phải em đổi ra vector BC giùm thầy được không? Đúng không? Còn vector B phải B nó là trừ vector A A phải. Vậy cái này là trừ của vector A rồi. Thầy nói lại nha. B phải B có phải là hướng từ đây xuống đây không? Nó sẽ là trừ của A phải. Nó là trừ vector A. Rồi tới đây em chèn thêm điểm A vô là xong rồi. Nó là vector BA cộng vector AC trừ vector A. Mà vector BA là trừ vector B trừ vector A. Vector AC là vector C. Cho nên là câu D. Theo thầy cách cũng hơn hay hơn nhé.
Vector quay phi hương vector này nhiều lắm, vector này có nhiều hướng để đi lắm em, nhưng em phải chăm chỉ giải đi giải lại nhiều lần em mới quen.